Không được dùng không. Ánh sáng nè. Trời không? Không. Rồi đâu? Con cá. Con cá bóng xấu. Con cá là phải nhữ nhữ. Hello, em Thông. Ôi đâu. Chúng ta là nhữ. Con cá người kia đang báo kỳ. Quay mẹ quay vô dưới đất á. Quay vòng tròn, quay vòng tròn, quay. Để cái người nó thở, để cái người nó thở. Nó có tự cắn người mà nó. Thông nhảy xuống cầu thông nhảy. Ôi quá khôn. Quá khôn lạ. Ôi giờ cần thể chung nè. Thằng player. Cô biết là ai đem xuống vậy Bo? Dạ. Bút chì đâu vậy? Của anh Thông. Thằng này cầm lên dễ dễ nè. À, cái bút chì của anh Thông hả? Của anh Sáu. Em biết gì vậy? Sao cái bút chì của anh Thông em của Sáu vậy Sáu? Sao mày có bút chì vậy? Mày biết chữ gì vậy? Mày biết muôn chữ gì vậy? Cây. Gì đấy? Hả? À, muôn chục hay muôn cây? 5 ngàn một cây luôn hả? Quá sao 10 cây 50 ngàn mà nó viết vậy hải. Em kêu nó cắt đi để mai mốt đi học. Cầm đi chợ đứa này viết đứa kia viết. Em kêu không được để về nhà bớt đi. Phải 5 cây hết 25 ngàn rồi giải hả? 10 cây không phải 5 cây. Còn mấy cây nhà Bo? 5 cây về nhà rồi. Tao học. Nhưng cái đó là được tặng mà. Bo được tặng là ân phá sao cũng được hả Bo? Thì hãy nghe nó được không vậy? Vậy bị ăn đòn không? Được phải đi dành. Phải đi dành xài từ từ. Học dành từ từ chứ tiền đâu mà mua. Tặng có một tiền mẹ phụ huynh đưa ra mới được tặng chứ. Tiền đâu mà tặng. Sách vở có viết sẵn học rồi và cái là ưng bỏ là bỏ. Má ơi. 9:30 luôn rồi đó. Thích gì có làm đồ ăn không? Không làm gì đấy. Không biết ăn gì. Mai à, nấu canh rau ngót, bỏ miếng thịt bò lát lát còn mỏng mỏng vô nấu canh lên ba mẹ con ăn. Ăn canh ăn. Không có quà thì người bay. Canh khổ quà nè mẹ ơi, con muốn ăn. Nhiều chuyện quá đi ăn canh hôm qua ngày nay nó ngán rồi còn rau đủ thứ kìa. Rau ngót. Hãy biết là ngày sáng mai em được bỏ la trong quán ăn cơm buổi sáng chấm mắm ké. Hello cả nhà. Em cũng có một lọ bột ngót. Hả? Con chó sợ con hải nên con chó để cho con hải xuất hiện. À. Chứ bộ, bây giờ đến lượt Bo là con chó sợ con hải. Không. Cái đó là anh không biết là con hải.